Nằm trong chuỗi các hoạt động quảng bá, xúc tiến, nâng cao hình ảnh thương hiệu vải thiều Bắc Giang cũng như các nông sản tiềm năng của tỉnh năm 2022, Bộ Công Thương đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang và các bộ ngành địa phương tổ chức thành công hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều tỉnh Bắc Giang năm 2022. Dự báo sản lượng thu hoạch vải thiều của Bắc Giang niên vụ 2022 đạt khoảng 160.000 tấn, trong đó sản lượng vải an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP và GlobalGAP là khoảng 114.000 tấn, chiếm hơn 71%. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm, đây là một tin vui nhưng đồng thời cũng là thách thức lớn đối với vấn đề đảm bảo tiêu thụ sản phẩm cho bà con nông dân. Với sự chủ động, quyết liệt, sáng tạo và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ nông sản nói chung và vải thiều nói riêng, đặc biệt là những bài học kinh nghiệm trong hoạt động xúc tiến thương mại năm 2021 sẽ là động lực quan trọng để tỉnh Bắc Giang tiếp tục thực hiện thành công kế hoạch tiêu thụ vải thiều niên vụ 2022 và các năm tiếp theo. Hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều tỉnh Bắc Giang năm 2022 được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối với các thị trường Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, UAE, Singapore, Thái Lan, đại diện các tập đoàn bán lẻ hàng đầu tại thị trường trong nước đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, thương nhân trong và ngoài nước gặp gỡ, giao lưu thương mại, tìm kiếm đối tác, ký kết hợp đồng tiêu thụ vải thiều và các sản phẩm chế biến từ vải thiều năm 2022. Trong khuôn khổ của sự kiện xúc tiến thương mại lần này cũng đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác tiêu thụ vải thiều Bắc Giang năm 2022 trên các sàn thương mại điện tử và lễ cắt băng xuất hành vải thiều Bắc Giang tiêu thụ tại thị trường trong và ngoài nước.